Hello anh em, như vậy là mình triệu hồi con Gia Cát Lượng này để đánh man rợ chưa được bao lâu anh em ạ. Mới đem vào KVK ở đánh được có mấy bữa thôi. Thì hôm nay nếu mà các bạn vào game, anh em nào ở map KVK3 trở đi, các bạn có thể kéo xuống dưới thì các bạn sẽ phát hiện ra đó là game đã cập nhật thêm hai con tướng kỵ binh mới rồi anh em. Đó là con Hoắc Khứ Bệnh với lại con Justinian 1 nha. Đó thì Hoắc Khứ Bệnh mình đã làm video rồi. Trong video này mình muốn nói qua một chút về Justinian để xem vị tướng này có cái vai trò như thế nào trong tựa game Rise Kingdom. Trước hết là chúng ta hãy quay trở lại với con cưng mới nhất của mình Gia Cát Lượng đi. Thật sự là mình không ngờ là Lilith ra tướng mới sớm như vậy các bạn. Hiện tại còn chưa qua tháng 8 mà các bạn đã có tướng mới rồi. Tức là nó sớm hơn so với mình tính là khoảng hơn một tháng nha anh em. Và với việc ấy, hai con tướng mới đã có ở trong game rồi ấy, thì tuần sau là các bạn sẽ lấy được luôn, bất kể nó là vòng quay gì. Có nghĩa nó sẽ rơi vào thứ ba tuần sau là các bạn có thể quay được Hoắc Khứ Bệnh nha. Đó, và kỳ MGE tuần sau thì các bạn cũng lấy được Justinian luôn. Đó, đây thì chắc chắn là một cái niềm vui đối với những thanh niên nào vẫn còn nhiều tượng giống như ở Dota 2P. Còn anh em nào mà còn ít tượng thì thôi chắc là khóc. Đó, đợt trước mình cũng khuyên các bạn nào mà đang phân vân giữa Nepki và Zhonpei ấy, hay là tất cả những vị tướng khác, thì mình đều khuyên anh em là hãy đừng lên tướng nữa, đúng không? Chúng ta hãy chờ Hoắc Khứ Bệnh nó ra đi, nó đã gần lắm rồi. Đó, Hoắc Khứ Bệnh thì mình có làm video rồi, nên video này mình sẽ chỉ nói về Justinian mà thôi. Đầu tiên là về vai trò của Justinian trong tựa game này thì nó sẽ đóng vai trò là một con tướng kỵ binh, công thành và hỗ trợ. Đó, bảng công thành đã nói lên vai trò của nó thì sẽ là một tướng rally nha. Tuy nhiên thì có một số vị tướng rally ở trong game các bạn vẫn có thể dùng để đánh nhau trên open field được. Và tiếp theo là nhánh hỗ trợ. Thì nhánh hỗ trợ thì nó sẽ khá là giống với con nào ta? Đây các bạn, như vậy nhánh hỗ trợ nó sẽ khá là giống với Saladin. Và cái đặc điểm của nhánh hỗ trợ ấy, đó là nó cung cấp rất là nhiều nộ nha. Với cái điểm hồi sinh sẽ giúp các bạn hồi lên tới là 150 nộ mỗi khi mà các bạn sử dụng kỹ năng. So với cái điểm hồi sinh của nhánh kỹ năng ấy, thì cái điểm hồi sinh này nó hồi hơn 30 nộ mỗi lượt cho các bạn. Và cái điểm mạnh nữa của bảng tài năng hỗ trợ ấy, đó là các bạn có một cái điểm bảo vệ khẩn cấp. Nó sẽ giúp các bạn giảm cái sát thương kỹ năng phải chịu đi khá là nhiều, 15% và trong vòng 3 giây. Đó, nó sẽ khá là ngon nha. Nếu mà các bạn giảm 15% trong 1 giây ấy, thì nhiều khi trong 1 giây đó các bạn chưa chắc đã ăn sát thương kỹ năng. Nhưng mà ở đây chúng ta có khả năng giảm lên tới là 15% trong 3 giây. Thì cái tỷ lệ và cái chiêu này nó có tác dụng khi mà rally sẽ khá là cao. Ngoài ra thì ở đây chúng ta có những cái điểm cũng bình thường thôi, và đặc biệt thì nó có một cái điểm nữa là đội hình thả lỏng giúp các bạn giảm thêm sát thương kỹ năng phải chịu. Thì những con tướng mà có nhánh hỗ trợ ấy sẽ khá là trâu bò trên open field. Vậy thì về cái bộ skill của Justinian thì sao? Chúng ta sẽ có một cái skill 1 là sẽ gây sát thương trực tiếp khi mà bạn nâng cấp ở cấp tối đa sẽ là 2500. Và đồng thời nếu mà các bạn rally thì phòng thủ của đội quân mục tiêu sẽ bị giảm đi thêm, đó là 30%. Có nghĩa là chiêu này đánh đồng thì các bạn chỉ có thể gây sát thương mà thôi chứ không có giảm thủ. Nếu mục tiêu bị bao vây thì kỹ năng sẽ cộng 3 đội quân bao vây khi tính toán những hiệu ứng có liên quan đến số lượng đội quân bao vây mục tiêu, không tăng số lượng đội quân thực sự bao vây mục tiêu. Nếu mục tiêu không bị bao vây thì số lượng quân bao vây sẽ được cài ở mức 3 để tính toán hiệu ứng nhưng mục tiêu thực sự không bị bao vây. Đó, cái này thì nó nghe nó hơi khó hiểu đúng không? Thì đầu tiên mình phải nói đó là mỗi khi mà các bạn swap một mục tiêu trong tựa game Rise Kingdom thì mục tiêu đó sẽ phải nhận thêm 1% sát thương. Như vậy ở đây với việc mà các bạn tấn công một cái công trình mà không có ai swap ấy, thì Justinian sẽ có tối thiểu là 3 cái tầng bao vây, có nghĩa là đối phương sẽ nhận thêm tối thiểu là 3% sát thương. Còn ở mức độ tối đa, có nghĩa là 10 tầng bao vây ấy, thì đối phương sẽ nhận được đó là 10% sát thương nhận vào. Thì như vậy ấy, Justinian khi các bạn swarm thì các bạn chỉ cần là 7 thôi. Ở đây ấy, có một cái điều mà mình cũng khá là thắc mắc mà có thể khi Justinian ra mắt ấy, thì người ta mới test được. Đó là liệu Justinian có thể làm cho cái hiệu ứng bao vây ấy, nó tăng lên không? Tức là chúng ta đang có tối đa là 10 mục tiêu bao vây thì cái công trình sẽ nhận thêm là 10% sát thương đúng không? Nhưng mà liệu nó có giúp Justinian phá bỏ cái mốc tối đa là mốc 10 không? Khi mà sẽ cộng thêm 3 đội quân bao vây vào. Có nghĩa là chúng ta sẽ có là 10 tầng bao vây cộng thêm 3 tầng từ chiêu 1. Như vậy đối phương sẽ phải nhận thêm là 13% sát thương nhận vào. Đó, đây chỉ là giả thuyết của mình thôi và mình khá là tò mò. Bởi vì nếu mà thật sự điều đó xảy ra ấy, thì nó sẽ là một cái điểm mạnh khá là lớn của con Justinian này. Đó, 3% sát thương nhận vào thêm là rất là nhiều cho các bạn. Nhất là khi mà các bạn đang bị 10 đạo quân và một cái rally tấn công nữa. Ngoài ra thì cá nhân mình thấy như vậy nó cũng sẽ hợp lý hơn. Bởi vì khi mà swarm thì chắc chắn là không có ai chỉ có swarm với lại 7 đạo các bạn đúng không? Không có ai căn cho vừa đủ 7 đạo để tận dụng thêm 3 cái tầng tới từ cái chiêu 1 của con Justinian này. Nên là mình khá là thiên về cái ý nó sẽ ở swarm lên thành 10 cộng 3, nó khá là ngon nha anh em.
nhấn mạnh với anh em là phải chờ khi nào ra test mới biết được nha các bạn. Ở chiêu 2 thì chúng ta sẽ có một chiêu tăng chỉ số của kỵ binh. Các bạn sẽ tăng phòng thủ kỵ 30%, sát thương kỵ binh các bạn sẽ tăng thêm là 5% khi ở ngoài lãnh thổ liên minh, và các bạn sẽ có thêm 15% tốc độ hành quân. Một cái chiêu thức tiếp tục đánh vào khả năng trâu bò của Justinian khi mà cung cấp tới 30% chỉ số phòng thủ. Ở chiêu thứ 3 thì các bạn lại có thêm đó là 20% máu kỵ, và cứ mỗi khi mà các bạn tấn công thành trì, đội quân sẽ chịu ít đi 10% sát thương đòn tấn công thường. Như vậy thì ở đây chúng ta có hai chiêu đều giúp cho Justinian rất là trâu đúng không? Tổng cộng là 30 thủ và 20% máu. Lượng stat thì mình nghĩ là không quá vượt trội nhá, nhưng mà cái chỉ số cộng thêm thì khá là đẹp khi mà tập trung vào hai cái chỉ số khiến cho cái rally của Justinian trâu bò hơn. Ngoài ra thì cũng có giảm sát thương và bảng hỗ trợ thì mình nghĩ là con này sẽ khá là trâu. Đến với chiêu 3, khi ở trên bản đồ thì tấn công kỵ binh sẽ tăng thêm đó là 10%, và mỗi khi đội quân tấn công thường trên bản đồ, họ sẽ có xác suất 10% gây sát thương trực tiếp cho đội quân mục tiêu. Hệ số thì sẽ bằng là 80 ở cấp độ tối đa nhân cho số lượng quân bao vây, tối đa là 5 đội. Sát thương như này thì trông có vẻ hơi ít anh em nhỉ. Nếu các bạn so sánh với một số chiêu có hiệu ứng tương tự như là chiêu 2 của con Alex này, thì các bạn sẽ thấy là hệ số của Alex thậm chí không bị phụ thuộc vào quân bao vây và có hệ số sát thương trực tiếp là 1700, tỷ lệ 10%, và thậm chí là không có cooldown. Hoặc là một cái chiêu cũng tương tự với cái chiêu của Justinian luôn, đó là chiêu 3 của William này. Khi các bạn sẽ có hệ số là 1000 và cứ mỗi đội quân bao vây thì các bạn sẽ gây thêm sát thương là 100, tối đa 5 kẻ thù. Như vậy thì nói về chiêu 4 này, có vẻ Justinian hơi bị lép vế một chút so với những cái skill mà có cách hoạt động tương tự nha. Và cuối cùng là ở chiêu chuyên môn, thì chiêu chuyên môn này nó sẽ nâng cấp cái chiêu 4 của Justinian lên khá là giống với chiêu chuyên môn của William. Đó, chiêu chuyên môn của William thì các bạn cũng sẽ nâng cấp chiêu 3 của William này lên nha. Nó từ sát thương 800 này, nó sẽ nâng thành 1000, và từ sát thương bao vây là 80 cũng lên 100, giống y chang con Justinian rồi các bạn. Thì Justinian ấy, các bạn sẽ tăng chỉ số công kỵ từ 10 lên 15%, và cứ mỗi khi mà các bạn tấn công thường thì các bạn sẽ có xác suất. Xác suất ở đây thì nó tăng lên rất là nhiều, lên tới là 30% nha, so với 10% ở cái việc các bạn chỉ mắc mỗi chiêu 4 thôi. Và hệ số thì cũng sẽ được tăng lên là 100 nhân cho 5, như vậy là 500. Ok, đối với cá nhân mình thì mình nghĩ là chiêu 1, 2, 3 khá là ấn tượng của Justinian khi mà có một cái sự trâu bò nhất định khi kết hợp với bảng tài năng hỗ trợ và bộ skill. Đồng thời là chiêu 1 gây sát thương và debuff, mình nghĩ là cái hiệu ứng tăng cái đội quân bao vây này nó sẽ khá là hay nếu mà nó thật sự giúp cho số lượng đội quân bao vây ấy được tính theo con số là 10+3. Cái này thì mình nghĩ là những cái người chơi hoặc những kingdom mà các bot ấy mà có khả năng test ấy thì tôi nghĩ là nên test luôn khi triệu hồi vị tướng này, bởi vì nếu thật sự mà nó được tính như vậy nó sẽ khá là tốt. Tuy nhiên thì riêng với chuyên môn của Justinian thì mình đánh giá chiêu chuyên môn này không thật sự là quá lỗi nha. Thậm chí mình nghĩ nó khá là bình thường. Các bạn được thêm 15% chỉ số công kỵ, tiếp tục giúp con Justinian này có rất là nhiều stat. Tổng cộng hiện tại chúng ta đã có tới là 65%, mình chỉ nói là chỉ số thuần của kỵ binh thôi, bao gồm là 30 thủ này, 20 máu, và chỗ này chúng ta có thêm 15% công nữa. So sánh trực tiếp với con kỵ binh có thể nói là cộng nhiều chỉ số tạm thời nhất hiện tại đi, đó là con Nevsky. Thì Nevsky các bạn sẽ có sức khỏe kỵ binh là 20%, tấn công kỵ binh là 20%, phòng thủ kỵ binh là 20%. Như vậy tổng chỉ số cộng thêm của Nevsky thì cũng chỉ quanh quanh con số là 60% mà thôi. Tuy nhiên thì trong bộ skill của Nevsky ấy, các bạn còn có khả năng đó là kích hoạt thêm sức khỏe kỵ binh thêm 30% nữa. Thì đấy là một lý do Nevsky rất là trâu. Tuy nhiên nếu mà chúng ta chỉ nói về cái chỉ số kỵ binh cộng thêm thẳng ấy thì Nevsky rõ ràng là không cao bằng Justinian đúng không? Mình chỉ nói chỉ số kỵ binh thôi. Tiếp tục so sánh với Doan P, thì Doan P ấy, các bạn sẽ có tấn công là 20% này, và các bạn có sức khỏe kỵ binh là 10% nữa. Như vậy thì Doan P rõ ràng về chỉ số kỵ binh cũng thấp hơn Justinian rất là nhiều. Tiếp đó mình sẽ so sánh với một con tướng cũng đóng cái vai trò rally tương tự như Justinian, trước đó là Bechan, nhưng mà Bechan thì không được dùng nhiều lắm. Thì Bechan các bạn sẽ có tấn công kỵ 10 này, sức khỏe kỵ 10, như vậy là 20% rồi. Các bạn sẽ có thêm ở cái chiêu 4 này, đó là phòng thủ kỵ binh 20% nữa. Như vậy thì con Bechan cũng chỉ cung cấp là 40% chỉ số kỵ binh thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ so sánh với Zanzitka. Thì Zanzitka đang là con tướng kỵ binh dev hot nhất hiện tại rồi. Chúng ta sẽ có thưởng tấn công kỵ binh 15%, phòng thủ kỵ binh 15%, như vậy là 30. Cộng thêm chiêu 4 này nữa, chúng ta có 20% sức khỏe kỵ binh. Như vậy tổng chỉ số cũng chỉ được có là 50% chỉ số mà thôi. Đó, những cái gì mà mình vừa so sánh cho anh em ấy, mình chỉ đang nói về cái chỉ số cơ bản của kỵ binh. Thì con Justinian này nó cộng rất là nhiều. Cái chỉ số cơ bản này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những cái khả năng gây sát thương phản công, gây sát thương đòn tấn công thường, cũng như là khả năng gây sát thương kỹ năng. Nên là Justinian nếu mà chỉ xét về cái mặt chỉ số kỵ binh, mình nghĩ nó khá là cao.
và hiện tại tạm thời sẽ là con kỵ binh có chỉ số cao nhất của thế hệ tướng về sau. Những thế hệ tướng về trước, đặc biệt như là con Minamoto này đi, thì nó cộng chỉ số khá là nhiều với bảo tàng nhá. Nhưng mà nó là những con tướng đời đầu rồi, thì mình sẽ không bàn tới những con tướng đời sau. Mình vừa so sánh anh em như là con Nepki này, Zanpe, Zanjitka đúng không, thậm chí là Bechan, thì con Chotinian này cái chỉ số kỵ binh của nó đều vượt trội hơn. Cuối cùng là cảm nghĩ của mình về vị tướng này ấy, thì mình nghĩ Chotinian là một cái mảnh ghép không thể thiếu được trong cái dàn tướng kỵ binh của những người đóng cái vai trò làm key của Kingdom nha. Khi mà gần như đây sẽ trở thành con kỵ binh vali tốt nhất trong khoảng thời gian ở nửa năm tới một năm tới nha các bạn. Hiện tại chúng ta đang quá là bấn ở khoản vali kỵ binh rồi, khi mà các bạn phải dùng Attila, một con tướng kỵ binh đã rất là cũ mà phải đem ra để dùng, thì các bạn đã biết là kỵ binh đang thiếu tướng vali như thế nào. Thì Chotinian này mình nghĩ là có thể sử dụng rất là nhiều trong thời gian tới. Những vị tướng ấy mà mình nghĩ có thể kết hợp tốt ngay trong thời gian tới ấy, chắc chắn chúng ta phải kể đến đầu tiên là Nepki rồi. Con tướng này hiện tại vẫn đang cung cấp rất là nhiều chỉ số kỵ binh cũng như là khả năng gây sát thương rất là khủng. Lựa chọn thứ hai mà mình nghĩ cũng có thể sử dụng được, đó là biết đâu chúng ta sẽ thấy được Bechan kết hợp với lại con Chotinian đúng không? Các bạn sẽ có tới hai con tướng có cái bảng tài năng rally và có những cái chiêu có tác dụng trên thành trì và công trình của đối phương. Ngoài ra thì mình cũng khá là mong muốn Bechan được quay trở lại, bởi vì vị tướng này ấy, từ khi ra mắt thì được sử dụng cũng không nhiều đúng không? Ngay sau đó thì đã bị lép vế hoàn toàn. Hiện tại nếu các bạn nói về những cái Kingdom mà sử dụng Bechan để rally thì rất là thấp, gần như là không có ai sử dụng nó cả. Còn về mặt đánh đồng của Chotinian, thực ra mình nghĩ Chotinian chúng ta có thể đánh đồng tương đối tốt, bởi vì cái chiêu 1 gây sát thương rất là cao. Ngoài ra thì những cái chỉ số cộng thêm của Chotinian này nó đều có tác dụng khi mà các bạn đánh nhau ở trên bản đồ, có nghĩa là không yêu cầu các bạn phải rally. Thì mình nghĩ là con Chotinian này thì đánh đồng sẽ khá là ngon. Đặc biệt mình khá là thích cái ý tưởng Chotinian các bạn sẽ kết hợp với William và sẽ có tới 2 chiêu tăng cái hệ số sát thương khi mà đối phương bị bao vây đó, và William cũng có thể bổ sung vào cái việc là Chotinian không có chiêu đánh lan. Ngoài ra thì lựa chọn quốc dân hiện tại kẹp với tất cả tướng kỵ binh, đó là con Zanpe, có lẽ cũng sẽ kết hợp với Chotinian rất là tốt trên Open Field. Đó, và đó là tất cả những cái gì mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Hy vọng anh em đã hiểu rõ hơn về vị tướng Chotinian. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.